VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Hoàng Thanh ở tiệm này đúng là ăn ngon cực kỳ luôn. Lúc trước mình còn làm ở Mi Siêu, mình vẫn thường tới đây ăn. Cậu ăn thử đi. À, cũng lâu lắm rồi mình không ăn đêm đó. Hoàng Thanh tới rồi đây. Mình mời cậu ăn. Dạ đây. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn. Ăn ngon miệng nha, vẫn y như cũ. Chỉ lấy rau thơm không lấy hành. Cảm ơn. Con người của ông chủ cũng tốt lắm á. Được rồi, vậy mình phá lại ăn nha. Cậu ăn thử đi, ngon cực kỳ luôn. Được. Thế nào hả? Đúng là ngon thật. Tối dậy rồi, cậu còn gọi mình ra ăn Hoành Thánh. Chắc không phải chỉ để ăn Hoành Thánh đúng không? À, mình còn chưa kịp hỏi cậu, cậu đã tìm được công việc mới chưa? Hôm nay mình vừa dự một bữa ăn Hồng Môn Yến, coi như là phỏng vấn rồi. Hồng Môn Yến? Kiểu rượu giang thêm rượu trắng hả? Cậu đâu có mùi rượu gì đâu. Không có uống, không có uống. Cậu yên tâm đi, không có uống mà. Mình còn tỉnh táo lắm. Nhưng mà buổi phỏng vấn hôm nay khó hơn bình thường rất nhiều. Chỉ là coi như mình qua được cửa ải đầu tiên. Nhìn cậu vui vẻ chưa kìa. Ê, cơ hội công việc này không đơn giản sao? Thật ra trong lòng mình vẫn có cảm giác không chắc chắn cho lắm. Cho nên mình mới gọi cậu ra đây hỏi ý kiến cậu đó. Cố Giai à, lần này có lẽ mình lại phải đánh cược một lần nữa rồi. Là cơ hội công việc như thế nào vậy? Còn chưa được sắp xếp công việc cụ thể, nhưng mà mình quyết định thử một lần. Nếu đã là việc cậu thật sự muốn làm thì cậu cứ làm thử đi. Nếu cần mình giúp gì thì cứ lên tiếng nha. À, mà cậu đừng có ngốc nghếch quá, thua luôn cả chính bản thân mình thì không nên đâu. Cố Giai à, cậu còn nhớ lời mình nói lúc ở vườn trà không vậy? Cơ hội này đối với mình mà nói giống như ngọn núi ở trước mặt vậy. Mình nghĩ rồi, mình muốn vượt qua đó để coi thử nó. Mình không làm việc theo cảm tính nữa, cho nên cậu hãy yên tâm nha. Em sắp về rồi, anh ngủ trước đi, đừng đợi em. Hứa Huyễn Sơn hối cậu hả? Đâu có. Hay là chúng ta về nha. Về cái gì mà về, tụi mình vẫn chưa ăn xong mà. Hai người sao vậy hả? Đâu có. Không có chuyện gì lớn hết. Mấy hôm trước á, vì công ty phá qua mà xảy ra chút tranh chấp thôi. Qua hết rồi. Hai người đã là vợ chồng sống với nhau cả mười mấy năm rồi, chắc chắn là có sự ăn ý ngầm. Cãi nhau thì cũng chỉ là một thú vui thôi, qua mấy ngày là ổn thôi mà, ha? À, mấy bữa nữa đợi Hiểu Cần về rồi, mình mời hai người một bữa thịnh soạn, coi như chúc mừng cậu tìm được công việc mới. Hôm nay mình nhất định phải ăn uống cho thật no nê, để ngày mai lên chiến trường. Cố lên. Chúc mình may mắn đi. Chúc cậu may mắn. Bà xã,
Anh sai rồi. Hôm đó anh có hơi nặng lời với em. Em là vì ai chứ? Tất cả là vì anh. Vì cái nhà này. Vậy mà anh còn nói mấy lời khốn nạn như vậy. Anh đã hối hận mấy ngày nay rồi. Anh không nên kêu lão Nhàn che giấu cho anh. Anh thừa nhận anh làm phá hoa màu xanh lam là do bốc đồng. Nhưng mà đơn hàng đã đặt rồi, không thể thay đổi được. Anh đã dặn dò lão Hình rồi, anh ấy nhất định trông coi kỹ cho anh. Đợi đơn hàng này hoàn thành rồi, anh sẽ không bao giờ làm nữa. Em giận anh không phải vì chuyện đó, mà vì anh đã gạt em. Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Thật sự không còn nữa. Bà xã, hai chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm nay, em hãy tin anh đi mà. Đây chính là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa đâu. Xin chào. Xin chào. Tôi là nhân viên mới của bộ phận kinh doanh. Họ kêu tôi qua đây nhận thẻ vào cửa. Phiền cô cho tôi coi chứng minh thư để tôi kiểm tra trước đã. Được. Xin chào. Xin hỏi là bộ phận kinh doanh ở đâu ạ? Xin hỏi cô là... Tôi là nhân viên mới vào làm hôm nay. Ở bên đó. Cảm ơn cô. Không có gì. Xin chào. Cô là ai vậy? Sao đi không có tiếng động gì hết vậy? Xin chào, tôi là Dương Mạn Ni. Tôi là nhân viên của bộ phận kinh doanh, hôm nay tới báo cáo. Thật sự xin lỗi cô. Tôi là nhân viên ứng thu. Tới sớm vậy làm gì chứ? Tôi muốn làm quen với môi trường ở đây trước. Đây là phòng của đội ngũ kinh doanh. Đây là bộ phận ứng thu. Phải xưng hô thế nào với cô hả? Tôi tên Jenny. Tôi là Nini. Cái tên đó không được, đổi cái khác đi. Sao vậy hả? Quê mùa không ai gọi ra miệng được. Vậy cô đặt cho tôi cái tên khác đi. Trong công ty này tổng cộng có 9 Jessica, 8 tên Emily, đều nghe quá quê mùa. Cô tên Dương Mạng Ni. Ê, gọi cô là Maggie đi. Maggie cũng được, tôi thích nó. Ngồi đi, bây giờ còn được ngồi một lát. Đây chính là chỗ ngồi làm của tôi sao? Chúng ta không có chỗ ngồi làm cố định. Nói vậy là sao? Bộ phận ứng thu của chúng ta thêm cô nữa là tổng cộng 8 người. Phải phối hợp với cả bộ phận kinh doanh. Công việc của chúng ta chính là đòi nợ, hối trả nợ. Cho nên ngồi ở đây, ngoài gọi điện cho khách hàng ra, thời gian còn lại đều phải chạy ra ngoài. Ông chủ cũng thông minh lắm, chỉ để lại hai vị trí làm việc. Ai gọi điện thì người đó ngồi. Để cô không muốn ở lại trong phòng làm việc này, còn muốn có vị trí cố định gì nữa chứ? Mỗi ngày cô đều tới sớm vậy hả?
Tới sớm thì về sớm thôi. Mỗi ngày chúng ta cần... Cô còn vấn đề nào khác nữa không? À, cho cô cái này, tôi đặc biệt rất thích ăn nó. Cảm ơn. Đây chính là nơi em nói muốn đưa anh tới sao? Đúng vậy đó. Muốn thử lòng anh có đúng không? Anh thật sự không có nuôi cá nữa, anh đã thề rồi mà. Anh đã cai rồi. Nuôi cá là ma quỷ, là hắc động. Nuôi cá khiến người khác nản chí lắm. Nuôi cá quỷ hoại cả ba đời, mua hồ cá quỷ hoại một đời. Anh hiểu đạo lý đó mà. Anh đã dọn sạch cái hồ cá đó rồi. Nè, nếu như em không tin á, về nhà em coi lại đi, anh sẽ đập nát cái hồ cá đó. Hả? Thật không đó? Thật chứ. Vậy chúng ta không coi nữa à? Không coi nữa. Được rồi, ghé mua mắt lắm đó. Đúng là vĩ đại quá đi. Chỉ có những hồ cá chuyên nghiệp mới đạt được tới điều kiện này thôi à. Có ánh sáng tự nhiên nha, có cả lỗ thông gió. Hệ thống tuần hoàn ở đây đều là những thứ cao cấp nhất. Ê da, em coi kìa. Bên trong đó phải nuôi tới hàng chục ngàn cá kim cương luôn á. Wow. Chú ơi, đây là cá gì vậy? Loại cá này có tên là cá kim cương. Bình thường sẽ ăn những con tôm, con cá nhỏ ở dưới đại dương. Còn ăn con tôm, con cá nhỏ nữa sao? Ê, con coi con kia kìa. Con cá đó, cái đầu rất là to, còn có cánh nữa. Người ta thường hay gọi nó là cá lão bản. Thường thì nó sẽ ăn các loại sò và hến. Tại sao không có cá ăn thịt người vậy? Con cũng biết cá ăn thịt người sao? Nhưng mà trong hồ nuôi cá này không có cá ăn thịt người. Chưa bỏ nó vào trong. Bên trong đó chưa có bỏ vào. Ê, con nhìn coi, đều là cá kim cương đó. Hiếu cần à? Qua đây đi. Nha, đẹp quá đây. Bao quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nãy em vẫy tay anh một hồi lâu, anh mới nhìn thấy em. Lãng phí hết cả thời gian rồi. Người cá ở dưới đó đắt lắm, anh không biết hả? Khó khăn lắm em mới tìm ra được cái hồ cá này, cố ý đưa anh tới đây. Anh mới chỉ coi qua loa thôi. Hơn nữa còn không như trong tưởng tượng của em.
bị người ta kéo lên chẳng đẹp chút nào hết. Sao lại không đẹp chứ? Nè, em coi nè, anh thấy rất đẹp mà. Ê, đúng thật là rất đẹp nha. Em, sao vậy? Sao nhất định phải làm chuyện đó? Cũng may là em đã làm được chuyện này đó. Thăm dò được anh thực chất không thể vì em mà bỏ việc nuôi cá yêu thích của mình. Mới bước vào trong, hai mắt đã sáng rực lên rồi. Anh đâu có. Được thiệt rồi mà. Em không để ý nữa đâu. Nghĩ tới cũng thấy thật tức cười. Trước đây em hay đem mình so sánh với cá, không lý nào bắt anh vì em mà từ bỏ việc anh yêu thích. Không phải anh nói hồ cá ở nhà đã để trống trơn rồi sao? Vậy anh có muốn đem một con cá mỹ nhân về nhà nuôi không? Hả? Chú Hiếu Cần, em là đang cầu hôn anh đó hả? Em cần phải làm vậy sao? Em không cần, để anh cầu hôn là được chứ gì. Vậy bây giờ anh cầu hôn đi. Đi làm việc. Mẹ, thả em xuống đi. Nhiều người lắm kìa. Phải đi làm việc. Làm việc gì chứ? Làm việc quan trọng lắm. Tiểu Lâm à, vừa rồi tôi sắp xếp lại tủ bưu kiện, sau đó phát hiện còn sót lại bưu kiện nhận dùm cho nhà cô, nên đem lên đây cho cô. À, cảm ơn cô. Không có gì. À, chuyện là ban quản lý nói muốn thu thập ý kiến của các chủ nhà, nói là vệ sinh mấy điều hòa theo mùa, cần mọi người ký tên vào. À, không vấn đề, cô vô đây rồi nói. Thật là ngại quá. Không có đâu, phiền cô rồi. À, vậy thì tôi thay giày đã, nếu không thì... À, cô đi đôi này đi ha. Phiền cô rồi. Tiểu Lâm, cô cứ ngồi tự nhiên. À. Cảm ơn cô. À, cái đó chính là do ba thằng bé thiết kế đó. Anh ấy là một nhà thiết kế pháo hoa. Lúc nãy cô nói vệ sinh máy điều hòa, có cần chúng tôi trả thêm phí ngoài không? Không cần đâu, vì phải vào hộ gia đình vệ sinh. À, cho nên cần cô đồng ý. Cô ký vào đây một chữ là được. Được, không thành vấn đề. Ký ở đây phải không? Đúng. À, cho hỏi có tiện thêm quy trách của cô không? Có vấn đề gì hoặc là có báo sự gì đó thì liên hệ với tôi là được. À, được, không thành vấn đề. Tôi quét mã của cô. Được. Cố dài. Giám đốc Ngô, thực sự không phải tôi không giúp, mà là thời gian thanh toán của anh kéo dài quá lâu. Tôi không có cách nào ăn nói với cấp trên của tôi hết đó. Chúng ta từng gặp nhau đầu tiên ở ngoài. À, trời ơi, không kéo dài được nữa đâu. Anh đã kéo dài một lần rồi, anh cứ như vậy sẽ trở thành nợ khó đòi đó. Nè, đi photo giúp tôi cái này. Ôi, được 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 được. Hai ngày sau, dĩ nhiên tôi tin tưởng anh rồi. Photo xong rồi. Ờ, được. Ê, cô đừng đi, qua đây giúp tôi cộng tổng số này lại đi. Là tổng số này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Làm ơn nhường chỗ. Thì là cuối tháng này cảm chúng ta chị phải trả nợ rồi. Chúng ta có hẹn là ngày kia trả, anh không quên chứ?
À, không sao không sao, tôi nhắc nhở anh thôi vì tôi sợ anh quên. Được, ngày kia gặp ha. Nè, cộng xong rồi. Được, cảm ơn cô. Ừ. Vậy cô cần tôi làm gì cứ nói với tôi ha. Ừ, 4 giờ rồi hả? Vậy tan làm thôi. Chào sếp. Mới tới hả? Đúng rồi, tôi giới thiệu mọi người một chút. Đây chính là sếp của bộ phận chúng ta, tổng giám tiêu thụ Frankie. Xin chào, tôi là Maggie. Maggie. Người được tuyển vào toàn bộ điều đẹp gái. Ngày đầu tiên tới chưa biết cái gì hết. Không biết cũng không sao. Chút nữa tăng làm xong, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, tụ họp một chút, làm quen với nhau là được rồi ha. Ai chưa về thì một lát nữa đi ăn chung với nhau nha. Dạ, cảm ơn sếp. Jenny, cô đi cùng cô ấy đi. Sếp à, tôi... Sếp nói đi cùng thì cô cứ đi. Anh về rồi đây. Nếu trái cây vừa ép xong. Cha bà xã à. Ừ. Sao ở đây còn có bưu kiện chưa mở nữa vậy? Không giống phong cách của em. À, ban ngày Tiểu Lâm ở ban quản lý đưa tới. Cô ấy đưa tới rồi em làm chuyện khác nên quên luôn. Tiểu Lâm. Ừ. Ban quản lý vào nhà chúng ta làm gì chứ? Cô ấy có tờ đơn vệ sinh điều hòa gì đó cần em ký tên vô. Anh đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi rửa tay đi. Vợ ơi, em lại mua thêm hàng hả? Anh đem vô cho em nha. Mua thêm hai cái khăn lông mặt đi anh. Anh coi cái này dành cho tình nhân đó. Khăn lông không vệ sinh đâu. Một tuần thôi là dễ dàng sinh vi khuẩn rồi. Nhà của anh á đều dùng kiểu khăn bông giả mềm, dùng xong thì dứt đi luôn. Phải rồi, chính là loại khăn bông giả mềm này nè. Kỳ lạ thật, em chưa từng mua qua cái này. Có phải là Double 11 gửi hàng dư ra nhiều không vậy? Double 11? Ê, em nói vệ sinh máy điều hòa là có ý gì vậy? À, chuyện này do bên quản lý làm, không cần chúng ta lo. Tiểu Lâm có kết bạn WeChat với em. Nếu tới lượt nhà chúng ta, cô ấy sẽ báo trước cho mình biết. Tiểu Lâm kết bạn WeChat với em hả? Ừ. Tại sao cô ấy lại kết bạn WeChat với em? Chắc để tiện liên lạc với khách hàng thôi mà anh. Em đi kêu Tử Ngôn ăn cơm. Tử Ngôn, ăn cơm nè con. Bữa cơm hôm nay chúng ta không những chào mừng đồng nghiệp mỹ nhân mới của phòng sale Messi. Quan trọng hơn đó là, nào mọi người hãy cùng nhau nâng ly lên. Chúng ta nên cảm ơn sếp chúng ta một tiếng. Và quý trước
đã dẫn dắt tất cả chúng ta hoàn thành vượt mức mục tiêu của doanh nghiệp. Cảm ơn sếp nha. Cảm ơn sếp. Sau này nhớ phải cố gắng nha. Cố lên. Tích lũy thắng trên bàn trường. Cố lên. Kính sếp. Công nhận tửu lượng của cô cũng tốt quá. Tửu lượng cũng tạm thôi. Cũng tạm mà. Nghe là biết cô ấy khiêm tốn rồi. Bình thường có cô gái nào mà nói cũng tạm thôi thì đàn ông á đều không dám uống với cô ấy đâu. Cho nên một lát nữa mấy người ở đây phải cẩn thận đó biết chưa. Với lại cần phải cẩn thận hơn, đó chính là sau khi ra khỏi tầng 20 cố gắng khiêm tốn, giữ khẽ một chút, có hiểu chưa? Tôi xin mượn rượu, nói thật với mọi người một câu. Chí Thạnh có bao nhiêu là phòng ban phải sống dựa vào phòng tiêu thụ chúng ta có đúng không? Chí Thạnh là của họ Ngụy, nhưng mà phòng sale chúng ta là của anh Frank Wan mà, có đúng không? Đúng vậy. Được rồi. Ăn thôi. Thôi mọi người mau ăn đi. Maggie. Nghe nói trước đây cô từng làm sale hàng cao cấp hả? À đúng vậy. Chúng tôi làm mặt hàng điện tử, mặc dù đều ở vị trí sale, nhưng mà coi như cô đã đá sang sân rồi. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi. Được, cảm ơn anh, cảm ơn. À phải rồi, cô làm thế nào được vào Chí Thạnh vậy? À, chính là có người quen biết giúp đỡ giới thiệu tôi vào. Đề cử vào à? Ừ. Vậy bạn của cô không lo tới chốn gì hết. Biết rõ cô chính là con gái, lại để cô làm ứng thu, vất vả lắm đó. Sao tôi nghe nói Maggie của chúng ta là do ban giám đốc đưa ra thông báo nhận chức mà. Ban giám đốc. Được lắm. Ăn đi. Tôi kính mọi người một ly trước. Được. Tôi thật không quen với ngành này lắm. Với các khách hàng tôi cũng chưa có tích lũy gì, cũng không có ai nâng đỡ trong công ty. Sau này thật sự phải nhờ tới mọi người giúp đỡ giùm tôi nhiều hơn một chút rồi. Quy tắc chào mừng nhân viên mới của phòng chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Nè, rót đầy luôn đi. Nè, rót đầy luôn. Maggie, cái này á là rượu chào mừng. Có thể cô không hiểu lắm. 60% khoản tiền của phòng sale và ứng thu chúng ta đều phải uống như vậy để kiếm về. Hay là Jenny à, cô hãy uống mẫu đi. Sếp à, thật ra đã lâu tôi không uống như vậy rồi. Dù sao rượu cũng đã rót rồi, coi hai người ai uống trước thôi. Ha, có phải không nào? Uống đi. Sếp cũng đã nói đây là rượu chào mừng rồi. Tất nhiên tôi phải uống chứ. Đây, tôi uống ly đầu tiên. Rót cũng nhiều lắm đó. Ly đầu tiên. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với việc ứng thu, mong rằng sau này được mọi người giúp đỡ cho. Tôi cạn nha. Ly thứ hai. Tôi đã hiểu ý của sếp rồi. Thật ra bữa ăn hôm nay cùng lắm chỉ để làm nóng người thôi. Sau này cho dù tôi có gặp phải khách hàng như thế nào, tôi cũng đều sẽ cố gắng thu được hết toàn bộ số tiền nên thu. Mấy ly rượu này có là gì hả? Tôi cạn đây. Giỏi lắm. Được đó. Ly thứ ba. Nếu như tôi uống ly này xong mà đi luôn thật thì sau này mọi người đừng cười tôi nha. Tính cách này tôi rất hay lắm. Nào, mau rót đầy ly đi. Rồi mọi người cùng uống. Tiễn Maggie thêm một bước nữa. Nào nâng ly. Chào mừng Maggie. Chào mừng. Cảm ơn.
Có gì mong được chào thứ mừng. Chào mừng gia nhập. Sếp à. Ê, cô sao vậy? Có sao không? Bây giờ vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Đã nói cô khiêm tốn rồi mà. À, mấy hôm nay là sinh nhật của lão Ngụy, tôi đang nghĩ tính coi tặng quà gì. Ê, cô có ý kiến gì không? Lão Ngụy? Ừ. À, sếp à, anh đang nói là Ngụy tổng công ty chúng ta sao? Phải đó. Ừ, sở thích của mọi người đều không ai giống ai hết. Muốn tặng đúng sở thích quả thật đúng là hơi khó. À, sếp định tặng quà giá khoảng bao nhiêu? Tôi về nghĩ cách giúp anh. Tôi muốn nói là chắc người bạn ở trong ban giám đốc của cô chắc đã biết được điều này. Sếp à, anh đừng có giỡn nha. Vừa rồi anh cũng nói rồi mà, nếu như bạn tôi mà lợi hại như vậy, sao lại để con gái như tôi làm bộ phận ứng thu chứ? Nhìn là biết cô chưa say. Ê, xe tới rồi kìa. Cô có cần tôi đưa cô về không? À, không cần, tôi gọi xe rồi. À, vậy chào mừng cô gia nhập nha. Tạm biệt. Mai gặp lại. Được. Maggie, bye bye. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye, bye bye. Bye bye. À, đi từ từ, từ từ. Đi từ từ nha. Uống bao nhiêu rồi chứ? Đừng lúc nào cũng làm vậy. Tôi khó chịu lắm. Không sao, tôi đưa cô về. Tụi tôi cùng đường, tôi đưa cô ấy về. Để tôi đưa được rồi. Con gái và một mình tối quá không hợp lắm. Tôi đầy đèn karate đó. Đàn ông bình thường gặp tôi đều sợ hết. Thật hay giả vậy? Không thì chúng ta thử coi. Đi thôi, đi thôi. Thôi được. Được rồi, cô đưa về đi. Ngày mai gặp lại nha. Cô đi từ từ thôi. Được. Cô biết karate thiệt hả? Tôi bịa ra đó. Cô ở đâu tôi đưa cô về. Tôi vốn không hề say đâu. Ngược lại cô đó, vừa rồi uống nhiều như vậy có mệt không? Cô diễn cũng giống lắm đó. Tôi nôn 3 lần rồi, bây giờ cũng sắp tỉnh táo. Quầy tiếp tân cao ốc Lâm Hữu Hữu. Cài đặt đăng tải và video. Ẩn bài. Chào buổi sáng. Chào. Ê, cô ngồi đó làm gì vậy? Ngồi đây nè, tới trước ngồi trước. Mau qua đây ngồi đi mà. Máy tính này cũng có thể dùng hả? Được chứ, nó là của công ty chúng ta. Sau này trước khi uống rượu thì uống cái này. Đừng có ngốc nghếch thật thà như vậy. Nhìn cái mặt nôn nao khó chịu của cô kìa. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao cô lại đi sớm về sớm rồi. Tình cảnh hôm qua đã là gì đâu chứ. Chúng ta làm việc ở đây có thể gặp loại người gì. Cứ chờ đó mà coi nha. Cảm ơn nha. Là chị ấy chủ động nói trước mà. Nói thêm WeChat để tiện báo sửa gì đó. Làm sao từ chối chứ. Em từ chối không phải càng có vấn đề hơn sao? Có điều anh yên tâm. Anh coi, đây là tài khoản của em. Đây là tài khoản dùng trong công ty. Anh không hiểu em đang muốn làm cái gì. Anh đã nói cái gì đâu? Em khóc cái gì? Tối hôm đó ở trong khách sạn là lần đầu tiên của em. Lúc
Lúc học đại học em cũng có quen bạn trai, nhưng mà em không cho anh ấy. Có điều anh không cần lo lắng. Em không nói với anh là không muốn anh thấy gánh nặng về chuyện đó. Bây giờ là thời đại nào rồi, trước giờ em không cảm thấy đó là vốn liếng duy nhất của người phụ nữ như mọi người hay nói. Được rồi, em sẽ mau chóng từ bỏ công việc này. Chào giám đốc Hứa. Chào giám đốc Hứa. Giám đốc Hứa, bên phía quản đốc Nhan lại thúc giục rồi, nói chuyện phá hoa dùng giấy đóng gói phải đưa ra quyết định, nếu không tiến độ sản xuất sẽ bị ảnh hưởng. Chút chuyện nhỏ này không có ai làm sao? Nên đặt hàng thì đặt hàng, nên làm theo trình tự thì làm, nên tìm ai thì tìm người đó đi, đừng làm phiền tôi. Được, tôi sẽ đi hối tiếp. Cô tan ca hả? Ừ. Đang nạp năng lượng. Cục cưng đang nạp năng lượng. Rồi sao? À, trùng hợp vậy. Đúng lúc đi qua đây thấy giống giống cô. Tôi đưa con trai tôi tới đây chơi. Đáng yêu quá. Tôi vẫn luôn cảm thấy con trai cô nhìn giống cô lắm. Tôi thì thấy thằng bé giống bà nó nhiều hơn. Mẹ ơi, con muốn uống nước. Ờ, được. Nè, tự cầm lấy nha. Con coi ai tới nè. Mau chào hỏi đi con. Em chào chị. Biết ăn nói quá. Vậy chị tặng em một món quà có được không? À, trẻ con mà, không cần tặng quà cho nó đâu. Không sao đâu. Nè. Qua, wow, best like nha. Tại sao chị lại biết em thích cái này vậy? Thật sao? Đây cũng là phim hoạt hình chị thích nhất đó. Em cũng muốn best like nha cho cầu trượt với em. Vậy con cảm ơn chị đi. Em cũng muốn best like nha cho nhà banh nữa. Chị ơi, chị cũng chơi với em đây. Ờ, tôi chơi cùng thằng bé một lúc được không? À, đương nhiên được rồi. Từ từ thôi, em chào trước đi. Chị đi thay giày trước. Chào nhà banh chơi vui lắm. Anh nhớ ra rồi. Đó là lần đầu tiên anh tới khu vui chơi bàn việc. Anh có mua cho con trai nhiều đồ chơi lắm. Bị sót lại trong túi của anh. Anh đoán chắc là anh tiện tay cất vào trong ngăn kéo rồi.
dai. Mạng ni, cậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm. Chắc là lúc nãy chạy nhanh quá. Có phải là đường huyết thấp không? Đi đi đi, ăn chút gì nóng nóng đi. Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Bạn bè đi rồi.